Xin chào các bạn, vẫn là khung cảnh cũ thôi. Đây là khu nuôi cá của nhà mình, nhưng hôm nay mình sẽ trình bày với các bạn một cái bí kíp thuộc hàng tuyệt chiêu. Bí kíp này nó sẽ giúp cho các bạn nuôi cá là khỏe, lớn nhanh mà không phải tốn nhiều công sức. Cái bí kíp này nó ở cái vấn đề là cái nước nuôi cá nha các bạn. Nước ở đây thì mình không có phải là mình bàn tới cái chuyện là nước máy, nước giếng hay nước mưa hay nước sông hồ gì, mà nó là cái cách để mình giữ cho cái nước nó trong lâu mà mình không phải thay nước nhiều lần. Bởi vì mỗi lần mình thay nước thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của con cá, do mình bắt ra bắt vô nhiều. Là mình thay nước nhiều lần nó sẽ làm cho con cá nó mệt, hoặc là nó nhát, hoặc là có thể nó bị sức đuôi sức vầy gì đó. Và đặc biệt nữa là nó rất là mất công các bạn. Mình các bạn nuôi một vài bầy cá thì không sao, nhưng mình ở đây thì mình nuôi là ở kia mình có là 3 hồ nè, 4 hồ nè, 5 hồ, 6 hồ, 7 hồ. 7 cái hồ rồi, còn lại các cái xô chậu cũng rất là nhiều. Mỗi lần mình thay nước thì mình mất đến 3 đến 4 tiếng đồng hồ các bạn, rất là mất công. Mà ở đây mình thì cũng chưa có thấm tháp gì. Nếu mà với các cái sư phụ mà trại cá, nuôi cá chuyên nghiệp để bán á, thì cái số lượng họ còn gấp nhiều lần của mình. Thì nếu mà không có cái bí kíp để thay nước á, thì làm sao mà họ sức đâu mà họ thay nổi, không lý là thay cả ngày rồi thời gian đâu mà còn làm gì khác được. Hôm nay nói chung là cũng tình cờ thôi, cũng như mọi lần đi ra thăm cá thôi, mình mới phát hiện ra một cái điều lâu nay rất là quen thuộc, nhưng mà mình chợt lé ra một cái ý là mình sẽ tận dụng cái này, tận dụng cái thực tế này để mình có thể là giảm bớt cái việc mình thay nước lại, để tiết kiệm thời gian cũng như để giúp cho con cá nó khỏe hơn. Thì với các cái hồ cá này các bạn, cũng là có bèo đầy đủ, cũng có rong, nhưng mà mình cái này mới thay nước cách đây 2-3 bữa gì đó mà giờ nước đã bắt đầu độc rồi. Mà nói chung thường thì những cái hồ này mình thay nước trong vòng tuần lễ đến 10 ngày là mình phải thay nước mới các bạn, không thì nó độc vì cá nó sẽ chết, hoặc nó không chết thì nó cũng không lớn nổi. Quá nhiều cặn độc rồi nè. Không có bèo rong thì còn nhanh độc hơn nữa. Có bèo rong thì nó cũng độc nhưng mà nó sẽ chậm hơn. Riêng về cái thau này các bạn, cái thau này nó rất là đặc biệt ở chỗ là lâu nay mình không có để ý tới, nhưng mà bây giờ thì mới chiều hôm nay thôi, chính xác là chiều hôm nay là mình mới phát hiện ra là hình như gần một năm nay rồi mình chưa thay nước cái hồ này, mà nước vẫn trong. Mà mình đã nuôi được ở đây là hình như là 3 bầy cá rồi. Cái bầy đang ở đây, bầy đang nuôi đây là bầy thứ tư, và cái bầy cuối cùng mình nuôi đây là nó mình đã chuyển ra đây các bạn. Mình đã chuyển ra đây là những cái con cá rất là khổng lồ này. Những con cá khổng lồ này nó là cái bầy thứ ba, và cái bầy đã trưởng thành từ cái hồ này. Vậy thì cái nguyên nhân nào đã làm cho cái hồ này nó nước nó không có bị độc, mà mình cả năm nay mình vẫn không thay mà nó vẫn trong, mà nó vẫn nuôi cá được để cá phát triển? Tuyệt chiêu là ở đây, bí kíp là ở đây các bạn. Nhìn bình thường thì các bạn sẽ không biết đâu, nhưng mà đây mấu chốt là ở đây rồi. Nhìn các bạn nhìn dưới đáy hồ, nhìn đáy hồ thấy có màu vàng không các bạn? Đó là đất các bạn, chính xác là đất chứ không phải là cái gì hết.
mình bỏ vô mình cái hồ đất vô cái hồ này là mình nhớ hồi đó là mình theo cái chỉ dẫn của một anh cũng dạng sư phụ beta là tên là beta lớp đó các bạn. Cái clip của ảnh là như là cái cách nuôi cá cho người bận rộn không có thời gian đó, thì các bạn muốn tìm hiểu thì lại xem lại cái clip của anh đó beta lớp. Còn hiện giờ thì mình đang nói cái bí kíp mình phát hiện ra và mình sẽ áp dụng để nuôi cá cho nó đỡ tốn thời gian mà nó khỏe ở đây. Với một cái hồ như thế này, đây là mình cứ nói là một cái thao thôi nhưng mà mình cứ nói cái hồ cho nó dễ nha các bạn. Thì đường kính của nó thì khoảng nửa mét, dung lượng dung tích của nó thì khoảng là như là khoảng 30 lít nước à. Chiều sâu thì 20 nhưng mà mình đổ nước ở đây thì cái chiều mực nước này nó khoảng 16 đến 17 cm thôi. Với một cái hồ như thế này thì mình cho cái lớp đất ở dưới đáy lên thì nó khoảng 3 đến 5 cm thôi các bạn. Sau đó thì mới đầu thì mình đổ đất vô nước thì nó sẽ đục, nhưng mà mình để khoảng một tuần sau thì nước nó sẽ bắt đầu trong dần dần rồi xong nó trong hoàn toàn. Bước tiếp theo là mình sẽ cho vô đây một ít bèo rồi các bạn, hoặc là rong nhặt vô đây, nếu mà trồng được rong nhặt luôn càng tốt. Bèo thì nên để ở nơi có ánh nắng mặt trời thì để bèo nó sẽ phát triển. Còn với rong nhặt thì nó không cần ánh sáng trực tiếp nhưng mà ít ra cũng phải có ánh sáng. Nếu không có hai thứ này thì nó cũng gọi là giống như điều kiện cần và đủ đó các bạn. Điều kiện cần là bèo và rong nhặt và đất, nhưng mà điều kiện đủ thì phải có thêm ánh sáng mặt trời nha các bạn. Rồi thả cá vô như thế nào? Cái này khi mà đã cho rong hoặc là bèo vô đây rồi mà mình đợi cho đến khi nào mà cái nước nó trong và cái rong với cái bèo này nó đã bắt đầu nó phát triển các bạn, thì lúc đó mình thả cá vô mới là tốt nhất. Cá thả thì cá bột mới nở thì mình cũng không nên thả vô đây, mà tốt nhất thì nên thả cá vô đây khi đã bắt đầu ăn được cái con bo bo các bạn, có nghĩa là nó đã được, nếu mà tính ngày tuổi thì nó đã khoảng 10 đến 15 ngày, hoặc là nếu mà tính độ lớn thì nó đã gấp 2-3 lần con cá lúc mới nở ra. Rồi cứ vô, đã cho vô đây rồi rồi thì các bạn cứ cho ăn bình thường thôi. Khi cá lớn thì cho ăn trục chỉ, cho ăn vừa phải thôi không có dư. Khi nào nước nó cạn thì châm thêm bằng cái nước đã qua xử lý. Mình bảo đảm với các bạn rằng với cái cách nuôi này thì cá sẽ rất khỏe vì nước nó luôn trong sạch. Cái đất này các bạn, nó là cái tác nhân nó giúp cho cái việc phân hủy những cái chất thải của con cá nó nhanh hơn, nó diễn ra nhanh hơn. Và nó kết hợp với cái bèo nữa thì cái việc này nó diễn ra rất nhanh, và như vậy thì nó rất là tốt cho con cá. Không phải thay nước nhiều thì cá nó cũng rất là khỏe. Với một cái hồ như thế này thì có thể nuôi được một bầy cá là từ khoảng 200 đến 300 nha các bạn. Cũng khá nhiều chứ không ít đâu. Nếu mà cá đẻ không đủ thì mình có thể là mình gộp 2-3 bầy lại mình nuôi chung cũng không sao. Mình quên, còn một cái điều nữa, nếu mà với những cái hồ như này để nước nó trong thì các bạn có thể kiếm thêm một vài con ốc các bạn. Các cái dạng ốc nhỏ nhỏ này có trong các hòn não bộ đó. Hoặc là nếu bạn nào ở gần sông hồ gì đó thì vớt vài con ốc bỏ vô đây nó cũng rất là tốt. Những con ốc này nó sẽ ăn chất dơ và nó sẽ giúp cho cái nước này nó có vi sinh cũng như là nó sẽ trong lâu hơn. Đây là một cái bằng chứng là cái hồ này là mình đã sử dụng là chính thức là gần một năm rồi các bạn, nước vẫn trong vắt. Mình mới thả cái bầy mới này vô thì khoảng chưa được một tuần nay nhưng mà mình cũng không phát hiện gì. Hôm nay về mình nhìn các cái hồ nước này nó đục, mình thấy làm biến thay, tự nhiên là mình chợt nhớ tới cái này và mình mới lóe ra một tia sáng là tại sao mình không dùng cái công nghệ đất này để giữ cho nước nó trong lâu hơn mà mình phải tay nước cho nó mất thời gian. Là
cuối cùng thì cái này các bạn, cái này nó sẽ giúp cho mình áp dụng cái công nghệ này thì mình sẽ đỡ tốn thời gian hơn, và cá của mình nó cũng sẽ khỏe hơn vì không phải là bắt ra bắt vô nhiều lần. Đất nha các bạn, chính đất mẹ là cái nhân tố và là rất là quan trọng để nói chung nó là chính là cái mấu chốt của cái bí kíp này. Cái món này thì mình thấy hình như là chưa ai chia sẻ đâu, và chắc chắn là các sư phụ beta thì cũng không bao giờ tiết lộ cái này cho các bạn đâu. Chỉ có mình là dân chơi cá, mình không có vì cái mục tiêu là lợi nhuận gì đó thì mà mình lại là chuyên và đi nghiên cứu, đi tìm những cái mới thì mình mới chia sẻ với các bạn thôi. Còn những cái bí kíp thuộc loại là tuyệt chiêu này thì chắc chắn là các sư phụ sẽ không dễ dàng gì chia sẻ cho các bạn đâu. Mình hy vọng là những cái phát hiện mới này sẽ giúp cho các bạn nuôi cá dễ dàng hơn và sẽ dễ thành công hơn. Mình xin chúc các bạn thành công, và xin cảm ơn các bạn đã quan tâm các cái clip của mình.